Xin chào các bác, em là Linh của Đồng đó. Thì hôm nay em sẽ cho các bác xem đây là cái phần khuôn của cái đôi lục bình 2m. Thì em cũng đã làm mấy cái video về những cái phần khuôn khác, bởi vì một khuôn lục bình nó sẽ chia ra làm 3 khuôn. Đó là một khuôn trên đầu và một khuôn thân và một khuôn là đuôi bình. Thì tí nữa là các bác bên em họ sẽ lắp hai cái khuôn này làm một, rồi sau đó là mới nung lên để đổ đồng và ráp những cái họa tiết. Thì em sẽ cho các bác xem một cái thành phẩm đôi lục bình đã hoàn thành của bên em. Thì ở đây thì đây là thành phẩm đôi lục bình 2m mà em vừa quay khuôn cho các bác ở dưới kia. Thì sau khi hoàn thiện thì nó sẽ như thế này, và nó cao 2m. Và cái khuôn ban nãy em quay cho các bác là nó sẽ đến đây, nó nằm ở cái đoạn này. Đoạn này là cái phần khuôn ở thân nãy em quay cho các bác xem. Và nó chia ra làm 3 khuôn, nó là một khuôn ở trên đây nữa và một khuôn phần dưới chân, cao 2m, rất là to. Và các họa tiết sau khi làm xong thì các bác xem này, các bác lại gần xem, em cho camera lại gần cho các bác xem này, từng đường họa tiết rất là chuẩn, đúc rất là chuẩn luôn ạ. Bởi vì cái lục bình này là hoàn toàn đúc thủ công, các bác có thể nhìn thấy khuôn đất ở ngoài kia là hoàn toàn là đúc bằng tay. Và camera sẽ xoay xung quanh cho các bác xem các góc của lục bình đó. Và đây là cái mẫu cao 2m, các bác thích mẫu nhỏ hơn bên em cũng có, bên em có rất là nhiều kích cỡ. Và thường ngoài bình các bác nên là đi theo dùng theo một đôi lục bình, các bác nên dùng thêm một đôi thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, và đây là lục bình bên cạnh, rất là to luôn. Và một công đoạn làm một chiếc lục bình rất là khó, một công đoạn nó rất là nhiều bước, rất là khó khăn để làm ra được một chiếc lục bình, và phải làm khuôn đến ba khuôn để cho một cái lục bình. Thì hai cái đó các bác xem rất là chuẩn. Bác nào mà quan tâm những cái mẫu lục bình bên em thì các bác cứ để lại số điện thoại bên dưới cho em, hoặc chủ động liên hệ với em qua số điện thoại 0911 740 569. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác.